Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo nguồn chi và thúc đẩy kinh tế xã hội, năm 2022, huyện Đơn Dương tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu thuế. Nên đến thời điểm này, tiến độ thu ngân sách nhà nước của huyện đạt trên 87%. Hiện địa phương đang tiếp tục tăng cường các giải pháp thu nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao và kế hoạch đề ra. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hoạt động trên lĩnh vực vận tải có doanh thu hàng năm trên 15 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm, doanh nghiệp Hồ Bo, huyện Đơn Dương nộp ngân sách nhà nước hơn 600 triệu đồng. Riêng hết quý 2 năm nay, đơn vị này cũng đã thực hiện nghĩa vụ thuế gần 50% số doanh thu. Dù chịu tác động ảnh hưởng sau dịch, tuy nhiên nhờ công tác tuyên truyền vận động và chính sách ưu đãi của ngành thuế, nhưng doanh nghiệp vẫn chấp hành tốt quy định của nhà nước. Doanh nghiệp của công ty chúng tôi là chuyên kinh doanh về vận tải, về cho thuê kho bãi. Nguồn xe tải của tôi là chuyên chạy rau củ quả ở huyện Đơn Dương xuống thành phố. Vừa qua thì cũng dịch bệnh Covid thì công ty chúng tôi cũng rất là gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng nhờ sự hỗ trợ của chi cục thuế cũng hỗ trợ cho bên công ty giảm thuế thu nhập, chấp hành tốt về nghĩa vụ về thuế. Theo ngành thuế Đơn Dương, để chống thất thu, đơn vị đã phải quản lý chặt chẽ đầy đủ đối tượng nộp thuế, nhất là tập trung vào các nhóm hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền có hiệu quả nội dung nghị quyết của Trung ương và của tỉnh Lâm Đồng về các chính sách thuế cho người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn huyện. Chi cục thuế tập trung cho các cái đề án hiện nay đang xác định là thất thu, cái thứ nhất là đối với đề án mà chuyển nhượng bất động sản, cái thứ hai là đề án về kinh doanh xăng dầu và cái thứ ba là cái đề án về quản lý vận tải. Và cái đề án khai thác tài nguyên thì hiện nay trên địa bàn là đã để thực hiện được cái này thì phải nói đánh giá về cái đề án chuyển nhượng bất động sản là rất tích cực đối với lại chi cục thuế để nó hoàn thành các cái nhiệm vụ thu. Năm 2022, chỉ tiêu giao thu ngân sách nhà nước của huyện Đơn Dương là 178,6 tỷ đồng. Đến thời điểm này đã thực hiện trên 183 tỷ đồng, đạt 124% dự toán so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế phí trên 118 tỷ đồng, đạt hơn 105% kế hoạch. Việc đạt và vượt kế hoạch đề ra không chỉ đảm bảo cho công tác chi ngân sách mà còn thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế. Cái giải pháp của Đơn Dương thì tiếp tục thu, đẩy mạnh công tác thu, là chống cái tình trạng là chống thất thu. Và nhất là tập trung vào cái nguồn lực như thế là từ đất và từ thuê đất cũng như là các cái chuyển nhượng, thì áp với lại cái giá thị trường để làm sao để thu đạt được cái mục đích đề ra. Và đối với Đơn Dương thì phấn đấu từ đây cho tới cuối năm thì cái thu ngân sách phấn đấu theo cái chỉ tiêu là đạt khoảng 120%. Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, chính quyền và ngành thuế Đơn Dương đã xác định nhiệm vụ thu ngân sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế bằng các giải pháp thiết thực hiệu quả, gắn với việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống gian lận, thất thu, nợ đọng thuế, quyết tâm đảm bảo kế hoạch thu ngân sách trong năm 2022, tạo nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.